Hello guys, hôm nay cô Tuyến đã chia sẻ với các bạn 4 lý do bắt buộc phải học kỹ thuật chuẩn phát âm ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh. Có rất là nhiều bạn khi mà theo dõi các livestream của cô Tuyến thì thấy rằng kỹ thuật nối âm, kỹ thuật tách số lượng âm đọc trên một từ hay là các kỹ thuật để nhận diện âm rất là hay. Tại sao cái này trước đây mình không được học? Vì đơn giản là rất là lâu rồi, ngay từ khi chúng ta bắt đầu học tiếng Anh hồi cấp 1, hồi cấp 2 hay là thế hệ những người ở cái tầm tuổi 8x của cô thì được học theo kiểu như thế nào ạ? Ngày xưa chúng ta được học là thầy cô viết chữ lên bảng, chúng ta chép, chúng ta cũng không được dạy cách đọc đúng. Cô lấy ví dụ một từ ngày xưa cô được học cái từ này. Đây. Đây từ này ạ. Không biết bây giờ các bạn đọc như thế nào, có người đọc đúng, có người đọc sai. Nhưng ngày xưa cô Tuyến được dạy đọc từ này là xin cổ. Ok. Mãi đến sau này khi mà mình lên học lên rồi thì mình mới biết là từ này nó sai. Thầy đã dạy mình sai, nhưng sai ở đâu mình không biết. Thì khi mình tra từ điển rồi mình học thì mình thấy người ta đọc là since. Nhưng vì sao nó là since? Bởi vì CE mà đứng cuối từ, CE là chữ cái nhá, thì nó là dấu hiệu của âm S ending sound 100% luôn. Since. Hay mình có từ face, đúng không ạ? CE đứng cuối từ là dấu hiệu của 100% S ending sound. Thêm một cái dấu hiệu nữa là gì? A. Cách một phụ âm xong đến E thì A đọc là âm A. A là một trong 80 âm đôi của bảng IPA. Thì từ này chúng ta sẽ đọc là face. Vậy thì bốn lý do vì sao bắt buộc phải học chuẩn kỹ thuật phát âm ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh. Ở bài này, cô Tuyến sẽ chia sẻ thật chi tiết. Lý do số 1 là để đọc chuẩn từ. Ok. Lý do số 1 là để đọc chuẩn từ. Đọc chuẩn từ đã thì mới đọc được cả câu. Và đương nhiên trong giao tiếp thì chúng ta dùng cả một cái đoạn thoại rất là dài, đúng không ạ? Hey guys, my name is Tuyen. It's very nice for me to see all of you today and thank you for watching. Thì nó phải có tất cả những từ chứa trong câu đó tạo thành một ý để ngắt. Và trong cái ý ngắt đó chúng ta phải có intonation là lên ở đâu, xuống ở đâu. Và nó là ngôn ngữ của giao tiếp. Thầy đi, ngày xưa chúng ta được học như thế nào ạ? Thầy cô cho mình chép. Mình chỉ nhớ được mặt chữ đấy thôi. Mình không biết cách đọc. Thế thành ra là mình sẽ chép từng chữ cái một, c o m m i t, nên khi mà bạn bè mình lên kiểm tra trên bảng ấy là mình cứ đọc dài cổ ra mình đọc chữ cái. Vậy thì học phát âm chuẩn ngay từ khi bắt đầu thì nó giúp chúng ta đọc chuẩn từ. Đọc chuẩn từ là chúng ta đọc chuẩn được từ đó thì chúng ta sẽ viết được từ đó rất là nhanh. Ngày xưa thầy cô mình dạy mình không dạy đọc chuẩn. Và thậm chí không phải ngày xưa mà là bây giờ, rất là nhiều giáo viên của các hệ cấp 2 cũng đang dạy các bạn chạy theo các chương trình mà bắt buộc phải chạy. Và rất nhiều bạn không biết đọc chuẩn từ tiếng Anh. Học phát âm chuẩn giúp cho chúng ta đọc chuẩn được từ. Vậy khi bạn đọc chuẩn được từ, đúng không ạ, thì bạn mới viết được nó nhanh được. Cô lấy ví dụ nếu từ này, nếu theo cách học bình thường các bạn sẽ viết theo chữ cái, đúng không ạ? Còn nếu như các bạn là người biết cách đọc nó thì các bạn sẽ đọc là sociology. Sociology. Vì sao lại tách cái này? Thì ở một cái bài là kỹ thuật tách số lượng âm đọc trong từ, kỹ thuật nhận diện số lượng âm đọc trong từ, của Tuyến sẽ giảng riêng. Được không ạ? Vậy lý do thứ nhất là gì? Chúng ta cần phải phát học kỹ thuật phát âm chuẩn để đọc chuẩn từ ngay từ khi bắt đầu. Điều thứ hai, lý do thứ hai là nó sẽ giúp cho mình học từ vựng rất là nhanh. Học từ vựng rất là nhanh ạ. Rồi, quay trở lại cái từ ví dụ vừa rồi. Tại vì mình không có biết đọc nó nên mình sẽ nhớ chữ cái. Nhớ là ngày xưa mình lên bảng viết, bạn mình ở dưới vươn cổ rồi đọc cho mình từng chữ cái một. Nếu mình biết đọc nó là sociology, mình biết đọc nó là commitment. Ví dụ, commitment. Bật trái ending sao? Commitment. Ok, tách như thế này ở một bài khác cô Tuyến sẽ dạy riêng. Commitment. Thì âm T này mình cũng không hề bỏ đi. Âm T này là ending sound của một từ. Nói tiếng Anh không có ending sound thì nó giống như kiểu tiếng Việt mình không có dấu ấy. Commitment. Vậy nếu như mà mình đã biết biết đọc được cái từ đó chuẩn thì mình học từ vựng rất là nhanh. Mình nghe bạn đọc, mình nghe file đọc, mình hiểu được cái cấu trúc của từ đó là từ gì. Có chăng nó sẽ sai một số chữ cái. Đấy là dành cho các bạn ở giai đoạn bắt đầu học. Còn sau này khi mà mình học được kỹ thuật âm xong, mình luyện nghe nó nhàn vô cùng.
Thì cái lý do thứ hai nó giúp cho chúng ta là gì? Học từ vựng rất nhanh. Ngày xưa chúng ta học từ vựng xong là quên, đúng không? Mình học từ vựng xong mình quên, tại vì mình không có dùng đến nó, mình không có đọc nó chuẩn được, mình cũng không có luyện vai nghe. Ngày xưa thì công nghệ thông tin cũng kém hơn bây giờ, nhưng nói chung là không biết đọc thì mình quên từ vựng rất là nhanh. Thì khi mà mình đọc chuẩn được rồi thì mình học từ vựng cực kỳ là nhanh. Đấy là lý do thứ hai. Lý do số 3 là nó giúp mình nghe hiểu rất là nhàn. Listening ạ. Là giúp mình nghe hiểu rất là nhàn. Ví dụ trong một câu nối âm của cô Tuyến là gì? I live in Hanoi. Ok? Thì nó có từ live và từ in. Thì nếu mình đọc bình thường nó sẽ là I live in Hanoi. Cái từ live mình phải trả ending sound âm về. I live in Hanoi. Nhưng nếu cô dùng kỹ thuật nối âm ở đây thì cô sẽ nói là oh wow, I live in Hanoi for more than 15 years, I think so. Kiểu như thế, học almost 20 years. Ví dụ như thế. Thì ví dụ đơn giản, I live in Hanoi. Nó sẽ có nối âm là live in. Thì nếu như bạn không nắm được kỹ thuật âm thì bạn sẽ không hiểu là oh, live in ở đây là cái gì, hay nó phải là live in thì mình mới hiểu. Thế nó đã giúp cho mình luyện nghe rất là nhàn. Nên cái kỹ thuật âm này ấy, các bạn sẽ gặp ở phim Mỹ rất là nhiều, đặc biệt là các bài hát, đúng không ạ? Đặc biệt là các bài hát hoặc các bộ phim, bạn thấy người ta nói rất là nhanh, không, bạn rõ ràng cũng đọc chuẩn cái từ đấy, tại sao nó nói nhanh thế mình không đuổi theo kịp? Là bởi vì nó có sử dụng kỹ thuật âm, âm câm, âm chặn, nối âm, ending sound, tất cả là có hết. Thì trong cái series bài giảng về phát âm của cô Tuyến trên web englishmom.com và trên kênh YouTube cộng các kênh liên quan về fanpage để livestream của các bạn cho các bạn, thì nó có chứa đầy đủ các kỹ thuật này. Và học sinh của cô Tuyến học thành thạo kỹ thuật này rất là nhiều. Nên bạn nhớ rằng nếu bạn có kỹ thuật âm thì bạn nghe rất là nhàn. Còn nếu không có kỹ thuật âm thì cứ nói live in là bạn chẳng biết là nó nói cái gì ở đấy cả. Được không ạ? Lý do số 4 là nói. Rõ ràng là chúng ta có từ vựng rồi đúng không ạ? Rồi, có từ vựng nó giúp cho mình nghe hiểu được. Thế nếu mà không có từ vựng thì mình không nghe hiểu được. Thế nhưng mà có từ vựng rồi kết hợp với kỹ thuật âm thì mình nghe hiểu rất là dễ, đúng không? Tại vì không có từ vựng thì mình không có khái niệm về việc họ đang nói cái đấy là cái gì cả. Thế nhưng mà có từ vựng kết hợp với kỹ thuật âm thì là mình nghe hiểu. Và đương nhiên mình nghe hiểu được là mình sẽ nói tốt. Mình sẽ nói tốt. Bởi vì người nước ngoài, họ, cái người bản ngữ họ sẽ không phát âm sai. Chỉ có người là non-native speakers thì nó phát âm sai nếu như không học chuẩn. Thế thì khi chúng ta có từ vựng rồi đúng không? Chúng ta lại còn đọc chuẩn nó rồi đúng không? Đọc chuẩn tức là chúng ta có kỹ thuật âm rồi đấy. Thì nó dẫn đến là chúng ta sẽ nghe hiểu tốt. Bởi vì là ngoài việc phát âm đơn của 44 âm trong tiếng Anh ra thì còn có các kỹ thuật liên quan, thì là nghe hiểu rất là dễ, lại còn nhớ từ vựng tức là có nghĩa của từ, thì đương nhiên là nghe hiểu. Và nếu bạn nghe hiểu thì có nghĩa là bạn sẽ nói lại được. Còn tùy thuộc là tốc độ nói nhanh hay tốc độ nói chậm là do mình phải luyện tập. Nhưng cứ có từ vựng đã thì mới hiểu là người ta nói cái gì. Không có từ vựng đâu có hiểu đâu đúng không? Và nghe hiểu được rồi thì đương nhiên là bởi vì anh có từ vựng rồi anh mới nghe hiểu, thì đương nhiên là anh nói lại được. Và để nói tốt thì anh bắt buộc là phải thực hành rất là nhiều. Đó. Vậy thì 4 lý do mà cô Tuyến vừa chia sẻ với các bạn nó bao gồm là gì? 4 lý do bắt buộc phải học kỹ thuật phát âm chuẩn ngay từ khi bắt đầu học tiếng Anh. Nó là gì? Nó giúp cho mình đọc chuẩn từ. Kỹ thuật nó là gì? Giống như cái từ since, đúng không? Cô lấy ví dụ rồi, cô viết lại. Since. Tôi biết là CE đứng cuối từ nó là dấu hiệu của âm S ending sound. Since. Tôi biết A cách một phụ E nó là dấu hiệu của âm. Một phụ âm xong đến E thì nó là dấu hiệu của âm A. Ví dụ như là lake, face. Đó. Thì nó bao gồm 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi, 24 phụ âm ở bài riêng về âm của Tuyến sẽ giảng. Nhưng rõ ràng là khi có những kỹ thuật này thì mình đọc chuẩn từ rồi này. Mình đọc chuẩn từ được rồi thì mình viết được nó luôn. Commitment, sociology. Đúng không ạ? Mình viết được nó xuống xong thì mình nhớ mặt chữ rồi. Mình lại còn đọc chuẩn được nó nữa. Thế thành ra là cái quá trình học theo cái cách như thế này nó sẽ giúp cho bạn rút ngắn được 50-80% thời gian. Bởi vì tại sao lại rút ngắn được nhiều như thế? Vì ngày xưa mình nhớ là chúng ta cấp 2 học rất là nhiều từ vựng đúng không? Các bạn cũng học giống như tôi đúng không? Tôi thì đến lớp 8, lớp 9 mới được học 1 năm, sau đó lại dừng. Lên cấp 3 lại học lại từ đầu. Bởi vì cái thời đấy nó như vậy. Nhưng mà cùng lứa với tôi và sau lứa của tôi có rất nhiều bạn cũng học như vậy, cũng thầy cô như thế. Tại sao các bạn này không giỏi tiếng Anh? Bây giờ cũng rất là nhiều em nhỏ chưa học giỏi tiếng Anh. Chương trình của cô Tuyến chuyên về cấp 1, cấp 2, chuyển sang IELTS sau này,
Rõ ràng nó bắt được từ cái gốc nên cô rất hiểu rõ bản chất của học viên. Các bạn đi học cấp 2 mà nếu vào cái chương trình luyện lò thì chỉ có cắm đầu vào để luyện gì ạ? Thức má là cắm đầu vào để luyện từ vựng, để luyện đề. Nhưng có rất là nhiều bạn là có một lượng kiến thức rất là tốt nhưng con không tự tin phản xạ bởi vì cái kỹ thuật âm của con chưa tốt. Nên ở các bài giảng sau cô Tuyến tiếp tục chia sẻ về cái series bài đó. Tất nhiên trong chương trình của khóa kỹ thuật Zoom VIP thì có những chương trình vì khóa kỹ thuật âm VIP Pro hay là khóa VIP 1, VIP X dành cho các đối tượng khác nhau. Nhưng mà có khá nhiều người là các giáo viên tiếng Anh cũng phải học khóa VIP Pro để làm gì ạ? Để về chỉnh lại cái phương pháp giảng của mình đối với học viên các trường. Và rất hoan hỉ để đón nhận cái điều đó. Rồi, chúng ta sẽ gặp nhau tại một bài giảng khác. Cảm ơn các bạn.